không thay đổi bộ phận của mình. Vì sao? Tại vì hả, em nghe nói làm bộ phận dưới thì sẽ bị giảm thọ với đau đớn này nọ, em không, em sợ. Còn làm ở phần trên thì em bị tim, em làm không được. Ví dụ chị sống được, lúc chị chưa làm là chị sống được 50 năm. Sau khi chị làm rồi chị còn sống được 40 năm, chị giảm được, chị bị giảm 10 tuổi lận. Mình mà phẫu thuật đó thì bác sĩ phải cho mình, như bạn bè mình cũng nói, cái chích phọc mon thì mình chích để mình biến chuyển, để mà mình biến đổi cơ thể mình á cho nó nữ nhiều. Nhưng mà nếu mình tiêm phọc mon nó nhiều vô thì mình sẽ bị tổn thọ, sau này nó phải những nhiều triệu chứng như là bị huyết áp, tăng huyết áp hay là hạ huyết áp, hay là mình bị ung thư trong những cái cơ thể trong con người mình á. Thì mình mới nghĩ rằng cái đó là thì trời có ai nói dạ. Có nhiều người đàn bà thật sự họ sống tại sao mà họ cũng bị di truyền, họ cũng bị ung thư này ung thư nọ. Có nhiều đàn ông họ cũng đâu có gì đâu mà sao họ cũng bị bệnh những con bệnh vậy. Cái chuyện mà giảm cái tuổi thọ thì cái chuyện đó xin đi có hỏi bác sĩ, thì bác sĩ bảo là chẳng có vấn đề gì, miễn là bạn ăn uống hoặc là bạn có một cái chế độ dinh dưỡng hoặc là cái giữ gìn sức khỏe cho nó tốt thế thôi, chứ còn bạn vẫn là một người bình thường, không có gì sau cái cuộc phẫu thuật vừa rồi, chẳng có vấn đề gì hết. Còn cái chuyện kia thì có thể là do cơ thể của mỗi người là khác, cũng giống như những người bình thường cũng có người rất thọ và những người không thọ. Thì cái chuyện đó Cindy nghĩ là có thể có với những người khác. Còn đối với Cindy và bạn, một số người bạn của Cindy thì không thấy chuyện nó xảy ra. Không thể đứng tên trên bất kỳ loại giấy tờ nào, mất hoàn toàn cảm giác ái ân, tiền bạc, giảm thọ, chết vì phẫu thuật không thành công. Tất cả những lý do kể trên có lẽ vẫn không bằng những ánh mắt soi mói, những lời lẽ, những suy nghĩ khắc nghiệt rất khó thay đổi của người đời. Một nhân vật cũng thuộc giới tính thứ ba đã từng kết luận: nếu ra đường thấy một đám đông dưới 5 người thì đó là tai nạn giao thông, trên 10 người thì là đánh ghen, trên 20 người là tranh nhau mua đồ hạ giá. Còn nếu số lượng không hạn chế thì chỉ có hai trường hợp, hoặc là tắc đường, hoặc là chỉ trỏ bình phẩm về PD. Cái mình đi chơi ngồi cái quán cà phê nào, cái mấy chú công an nó nói sao không? Không cho mấy thằng PD đó ra uống, gái chai là uống mà PD cũng cho lợn. Cấm cho bà không bán cho mấy thằng PD này, gái trai không nói là lừa PD nói thôi. Và tự nhiên nói là phu du khống, nói là giật vỏ giật đồ người ta đó. Mà gặp PD nào cũng vậy á, gặp PD cái lý xe giết ruột chạy cũng kịp cũng vậy. Mà kỳ cục quá, mà tôi đâu phải, tôi cũng đi làm ăn công chuyện như người ta, cũng là cũng làm chuyện nhà hay làm này, ai kêu làm đó cũng làm, như ta mướn giặt đồ cũng làm có tiền sống của bản thân là chịu thôi, chứ là không thích cái kiểu nhiều đứa nào mà làm sai luật pháp bắt người đó. Người ta cũng phải là một người gom chùm nguyên đám là không có chịu. Tôi thấy nhiều cái, tôi thấy trong tâm tôi nào cũng nhiều cái gặp cái đê cái đủ chạy vượt làm gì, cái gái trai lỡ uống sao cái lỡ ngồi tôi bắt nó vượt chạy vậy, chạy trong vòng trong đường vậy. Hãy nhìn lại đi và hãy xét lại đi, những người bình thường, những người đàn ông bình thường và những người đàn bà bình thường có như vậy không, hay là còn hơn thế nữa, đã có những người đàn ông bình thường giết vợ mình chặt ra nhiều mảnh, hoặc là sau đó thì chôn hoặc là bỏ vào trong thùng, hoặc là có những người đàn bà bình thường không bệnh hoạn gì hết mà lại giết chồng mình để mình đi theo tình nhân, hoặc là những người con trai, những con gái giết cha giết mẹ đi ra ngoài đường cướp giật. Còn những người ở thế giới thứ ba thì nếu mà nói ra thì làm những điều đó ít hơn những người bình thường. Thì làm ơn đừng quy tụ những người như Cindy, những người chuyển đổi giới tính là không tin được đâu, hoặc là nói những câu rất là nặng nề, chuyên môn là bệnh hoạn này kia. Không, nếu mà một người đã bệnh hoạn trong tâm trí rồi thì không cứ là một người giới thứ ba. Những người bình thường vẫn có thể là những người biến thái, những người bệnh hoạn, cực kỳ bệnh hoạn. Nếu mà đã không có nhân tính rồi thì không phải là những người chuyển đổi giới tính đâu. Còn nếu mà nói do cái những người chuyển đổi giới tính hoặc là những người thế giới thứ ba họ hay là cũng có thể có đúng một phần đó, đúng chứ mà là không. Đó là lý do tại sao vì không được xã hội chấp nhận, do cái sự khinh miệt của xã hội, của những người trong xã hội, những người xung quanh không đồng cảm, không đồng cảm, không chia sẻ với người ta, không tìm hiểu bản thân người ta, mà còn đó, cho phép một cái quyền là tự mình cho mình một cái quyền là xâm phạm một cái cuộc đời riêng tư của người ta. Từ dù muốn hay không, người ta vẫn còn một cái quyền công dân
quyền tự do, không được bất khả xâm phạm. Anh cho anh là bình thường, thế thì tại sao anh lại có quyền anh xâm phạm vào đời sống riêng tư của người ta? Trước khi trách người ta, nên coi lại bản thân mình. Đã làm gì được cho người ta? Ta giúp đỡ gì được cho người ta? Đừng nên vội kết tội người ta. Tôi nghĩ là cái quan điểm xã hội nó sẽ thay đổi. Cho đến thời điểm này thì vẫn còn có thể gọi là rất là gay gắt. Ví dụ như là những cái người làm việc như chúng tôi chẳng hạn thì chúng tôi quen rồi, không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu mà chúng tôi đi một đoàn với nhau, thế có một vài cô, ví dụ như cô Thái Tài xuất hiện, thì sẽ có những ánh mắt nhìn theo và có những nụ cười mỉa mai. Nói thì nói gì nhưng mà xã hội cũng nhìn những BD cách thiết thực hơn, mà cũng nói thì người ta vẫn nói vậy thôi, mà người ta nhìn BD cũng thường quen con mắt rồi, không phải như lúc đầu nữa. Là bây giờ BD đẹp nhiều quá chứ không phải như BD hồi đó mình BD xấu không. Tôi chỉ thấy có những người làm việc và rất là nổi tiếng trong những cái lĩnh vực kinh doanh hoặc là những cái lĩnh vực khác là người giới tính thứ ba hết, mà tôi cảm thấy họ rất là thành công và rất là tài năng, mà họ là những người đáng được tôn trọng. Còn tôi chưa thấy trường hợp nào là người của giới tính thứ ba mà lại gây tệ nạn xã hội, thì những người đó tôi không hề biết tới. Mà những người tôi biết chỉ là những người rất là thành công trong những cái lĩnh vực họ đang làm. Ai thì cũng có mặt tốt mặt xấu thôi. Thật ra thì những người giới tính thứ ba nói chung họ là những người họ bị dồn nén về giới tính. Tôi nghĩ là như thế. Chính vì họ dồn nén về giới tính cho nên họ phát tiết ở một cái vấn đề khác. Ví dụ họ làm nghệ thuật rất tốt, họ làm make up rất đẹp, ví dụ như thế chẳng hạn. Thì tôi nghĩ rằng thì là cái chuyện phát tiết đấy là cái chuyện họ được cống hiến cho xã hội. Thì cái chuyện họ đang bị dồn nén về giới tính thì mình nghĩ rằng thì là cái đấy là chuyện của cá nhân. Nhưng mà cái xã hội nhận được chính là những gì họ cống hiến cho xã hội. Thì tôi nghĩ rằng thì là hiện giờ tôi là người đang rất thông cảm với những người như thế. Và gia đình tôi hiện giờ như vợ con tôi, bố mẹ tôi thì vẫn có những quan hệ bình thường với họ khi họ đến nhà tôi. Thì tôi nghĩ là xã hội sẽ đi đến một cái kết quả như thế. Thực sự là tôi rất là gắn bó và thân thiết với những cái người bạn mà hơi thuộc về cái giới tính thứ ba đó, thân hơn cái những người bạn bình thường. Tại vì cái sự đồng cảm và cái sự nhạy cảm của họ, thì mình cũng là một người nhạy cảm và một người nghệ sĩ, thì mình đồng cảm với những cái nhạy cảm đó và những cái có những cái mình cảm nhận được từ họ phải đau khổ như thế nào, và họ cũng hiểu mình hơn. Những cái người thuộc giới tính thứ ba, tôi nghĩ rằng những người đó là rất là sâu sắc và rất là tài năng. Họ là những có tài và họ là người có tình cảm, và tình cảm còn mãnh liệt hơn và có thể là chia sẻ được nhiều hơn những người mà bạn bình thường của tôi, nên cái quan hệ tình cảm của tôi với lại những người đó rất là thân thiết. Nói chung cái quan điểm xã hội mình không thể thay đổi nó ngày một ngày hai được. Nhưng mà tôi nghĩ rằng sẽ có lúc người ta thay đổi, tại vì rằng thật sự những người như Tài đã góp cho tôi, cho bản thân tôi những cái góp sức cho tôi để làm nên những cái công việc rất là tốt. Thì tôi nghĩ rằng những người mà có cống hiến tốt với xã hội thì không lẽ chúng ta lại tách ra họ ra khỏi xã hội và để họ sang một bên và coi như họ không tồn tại hay sao? Họ vẫn tồn tại cơ mà, cho dù đó là hiện thực, cho dù đó là trước đây, bây giờ hay về sau đi nữa, họ vẫn tồn tại. Cuộc sống hiện đại lấy đi của chúng ta rất nhiều thứ, nhưng cũng đã đem đến cho con người một sự tự tin và chân thành nhất định. Đủ để họ dám công khai những ước mơ, những khao khát mà chỉ cách đây một thời gian chưa xa, vẫn là nỗi đau thầm kín, vẫn là sự ám ảnh khôn nguôi không thể tỏ bày hay chia sẻ. Sự tự tin ấy cũng đủ để những người xung quanh họ bình tĩnh để nhìn nhận rằng vẫn có một giới tính không thuộc cả hai giới tính mà tạo hóa đã quy định. Nụ cười và nước mắt như một lời cảm ơn sự đổi thay, cảm ơn tham vọng của con người đã sửa chữa thành công những lầm lẫn, những khiếm khuyết. Cảm ơn cuộc sống đã đem đến cho tất cả chúng ta cơ hội được sống thật là mình. Vẫn yêu, vẫn nhớ.
có hôm nay. Ôi ngày ai xưa chân thật, ta tình yêu kia lý ta, mà lòng vẫn yêu quá. Tôi thực sự không dám